Kính chào quý khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Thời sự tối nay thứ ba ngày 9 tháng 1 năm 2024 trên kênh truyền hình thiết yếu tỉnh Đồng Nai. Chương trình hôm nay sẽ có các tin tức đáng chú ý sau đây. Cho ý kiến về giải trình tiếp thu chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Doanh nghiệp thận trọng chuẩn bị cho năm 2024. Thủ khoa 27 tuổi theo đuổi giấc mơ giảng đường. Phần tin thế giới, Trung Quốc đánh giá quan hệ với Mỹ ổn định trong năm 2023 khi hai cường quốc hàng đầu thế giới nỗ lực cài đặt lại quan hệ song phương rạn nứt nghiêm trọng. Thụy Điển kêu gọi người dân chuẩn bị cho một cuộc chiến có thể xảy ra vì căng thẳng với Nga gia tăng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay tại nhà Quốc hội, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 29 dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo luật đất đai sửa đổi. Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải điều hành nội dung phiên họp. Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải, công tác tiếp thu, giải trình, chỉnh lý có sự vào cuộc của tất cả các cơ quan, hết sức khẩn trương và hiệu quả. Về phía Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội dành nhiều ưu tiên cho công tác hoàn thiện dự thảo luật, chỉ đạo sát sao, thường xuyên, liên tục cả về nội dung và quy trình tổ chức. Dự thảo luật sau khi được tiếp thu, chỉnh lý gồm 16 chương và 260 điều. So với dự thảo luật trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp giữa hai đợt của kỳ họp thứ 6, dự thảo luật đã bỏ 5 điều, hoàn thiện, chỉnh lý, sửa đổi 250 điều. Tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh đã trình bày báo cáo tóm tắt một số vấn đề lớn, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo luật bao gồm các nội dung thống nhất, một số nội dung xin ý kiến Ủy ban Thường vụ Quốc hội, một số nội dung cụ thể tiếp thu, giải trình ý kiến của Thường trực Hội đồng Dân tộc và các ủy ban của Quốc hội. Thưa quý vị, sáng nay, Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông năm 2023, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang chủ trì và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai, quyền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, trưởng ban Ban An toàn Giao thông tỉnh Võ Tấn Đức cùng đại diện lãnh đạo các sở ngành, địa phương, đơn vị liên quan tham dự. Trong năm 2023 vừa qua, cả nước đã xảy ra hơn 22.000 vụ tai nạn giao thông, làm chết hơn 11.600 người, bị thương hơn 15.000 người. So với năm 2022, số vụ tai nạn giao thông giảm, số người chết giảm sâu, số người bị thương tăng 660 người. Trong đó, tai nạn giao thông đường bộ vẫn chiếm đa phần. Tại Đồng Nai, trong năm vừa qua đã xảy ra gần 700 vụ tai nạn giao thông, làm chết gần 570 người, bị thương gần 330 người. So với năm 2022, giảm gần 17% số vụ, giảm gần 24% số người tử vong. Số người bị thương tăng gần 4%. Đáng chú ý, Đồng Nai là một trong 11 tỉnh thành phố trong cả nước có số người chết giảm hơn 20% so với năm 2022. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ kiêm Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia Trần Lưu Quang đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt 7 nội dung trọng tâm, trong đó nhấn mạnh đến việc xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông phải thật nghiêm minh, nghiêm khắc hơn nữa. Chủ tịch Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia yêu cầu lãnh đạo các bộ ngành, địa phương phải làm gương trong chấp hành quy định về trật tự an toàn giao thông đường bộ và trong xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông. Trước mắt, dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 đang đến gần, Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị các địa phương phải hết sức lưu ý, kiểm soát, đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho nhân dân, vui chơi, dịp Tết an toàn. Sáng nay, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng và An ninh Quân khu 7 tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết công tác giáo dục quốc phòng an ninh năm 2023, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2024. Với sự chủ trì của Thiếu tướng Đặng Văn Hùng, Phó Tư lệnh Tham mưu trưởng Quân khu 7. Dự tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai có Đại tá Vũ Văn Điền, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và đại diện các đơn vị liên quan. Năm 2023, Bộ Quốc phòng, Quân khu 7 và các địa phương đã tổ chức 1.050 lớp bồi dưỡng quốc phòng an ninh với hơn 95.300 lượt đối tượng theo quy định tham gia. Đối với giáo dục quốc phòng an ninh trong các nhà trường đạt tỷ lệ 98% với hơn 848.000 học sinh, sinh viên và học viên tham gia. Công tác phổ biến kiến thức giáo dục quốc phòng an ninh toàn dân được chú trọng và đã có nhiều chuyển biến tích cực với nhiều cách làm mới, mô hình hay, sáng tạo, góp phần gắn kết đồng bào dân tộc, tôn giáo, quan tâm xây dựng mối đoàn kết quân, dân trên địa bàn.
Trong năm 2024, Hội đồng Giáo dục Quốc phòng An ninh và các địa phương tiếp tục tham mưu Bộ Tư lệnh Quân khu, chính quyền địa phương để tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, triển khai các văn bản của Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Bộ ngành Trung ương về công tác giáo dục quốc phòng an ninh đến cơ sở, rà soát bổ sung quy chế, duy trì nền nếp, nâng cao chất lượng, hiệu quả và làm tốt các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Bộ Y tế sáng nay đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác y tế năm 2023 và triển khai nhiệm vụ giải pháp năm 2024. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái dự và chỉ đạo hội nghị. Tại điểm cầu Đồng Nai, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Sơn Hùng chủ trì hội nghị. Năm 2023, ngành y tế đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Tuy nhiên, ngành đã thực hiện vượt 3 trên 3 chỉ tiêu kinh tế xã hội được Quốc hội giao, bao gồm đạt 12,5 bác sĩ trên vạn dân, 32 giường bệnh trên vạn dân, 93,2% dân số tham gia bảo hiểm y tế, đồng thời thực hiện đạt và vượt 7 trên 9 chỉ tiêu cụ thể chính phủ giao. Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái ghi nhận biểu dương nỗ lực của toàn ngành y tế trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân. Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2024, Phó Thủ tướng đề nghị ngành y tế tiếp tục đẩy mạnh xây dựng, hoàn thiện thể chế, cơ chế chính sách y tế, trong đó tập trung xây dựng và ban hành các văn bản, hướng dẫn luật khám bệnh, chữa bệnh sửa đổi, hoàn thiện trình Quốc hội sửa đổi luật dược, luật bảo hiểm y tế, tập trung giải quyết tình trạng thiếu thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế, đáp ứng đầy đủ, kịp thời vaccine, tập trung kiểm soát hiệu quả các dịch bệnh, tập trung nâng cao chất lượng dịch vụ ở các tuyến, trong đó tiếp tục đầu tư nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế cơ sở, y tế dự phòng. Đồng thời, ngành y tế tiếp tục nghiên cứu đề xuất chính sách đãi ngộ phù hợp cho cán bộ y tế trong tổng thể cải cách tiền lương, chú trọng nâng cao nguồn lực y tế. Tin tức trong tỉnh Đồng Nai. Sáng nay, tại nghĩa trang liệt sĩ huyện Trảng Bom tổ chức lễ truy điệu và an táng hài cốt liệt sĩ. Tham dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Nguyễn Sơn Hùng và lãnh đạo địa phương cùng đại diện các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, cán bộ lực lượng vũ trang huyện. Trước đó, vào ngày 25 tháng 12 năm 2023, theo tin báo của nhân dân, Ban chỉ đạo 24 huyện Trảng Bom đã chỉ đạo Ban quản lý quân sự huyện tiến hành quy tập được một bộ hài cốt liệt sĩ chưa biết thông tin tại ấp Hòa Bình, xã Đông Hòa, nhận định ban đầu là liệt sĩ hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Tại buổi lễ, trong không khí trang nghiêm và thành kính, các đồng chí lãnh đạo, cán bộ chiến sĩ đã dâng hoa, dâng hương, dành một phút mặc niệm để tưởng nhớ công ơn của liệt sĩ và các anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại nghĩa trang huyện nhà đã hy sinh cả thanh xuân cho quê hương đất nước. Tiếp tục chương trình tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 14 Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai. Sáng nay, các tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh, huyện tiếp tục tiếp xúc với cử tri các huyện, thành phố trong tỉnh để báo cáo nội dung chương trình kỳ họp và lắng nghe, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, kiến nghị của cử tri. Tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh Đồng Nai, đơn vị bầu cử số 18, gồm Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Long Khánh Đặng Minh Nguyệt, Giám đốc Sở Tư pháp tỉnh Võ Thị Xuân Đào và đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố Long Khánh đã có buổi tiếp xúc cử tri các phường Xuân An, Xuân Hòa, Phú Bình, Bầu Sen, Xuân Lập, Xuân Tân, xã Hàng Gòn, thành phố Long Khánh. Tại đây, đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và thành phố được lắng nghe 21 ý kiến của 7 cử tri trên địa bàn thành phố, đóng góp về các lĩnh vực như quy hoạch phân khu, chỉnh trang đô thị, công tác đảm bảo an sinh xã hội, giao thông cơ sở, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, đầu tư công, tiến độ triển khai các dự án công trình trên địa bàn. Các ý kiến của cử tri được Ủy ban Nhân dân thành phố cùng các phòng ban ngành liên quan ghi nhận và giải trình theo thẩm quyền. Tại buổi tiếp xúc ở xã Gia Tân 2, huyện Thống Nhất, cử tri đã phản ánh đến các đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh và huyện một số vấn đề liên quan đến các vấn đề dân sinh, như người dân sử dụng thẻ bảo hiểm y tế đi khám chữa bệnh nhưng vẫn phải mua thuốc điều trị ở bên ngoài vì theo như lời bác sĩ gợi ý, thuốc cấp theo thẻ bảo hiểm y tế không tốt bằng thuốc bên ngoài. Tuyến đường sông Hành phía Đông chạy qua địa bàn xã tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn giao thông do chưa được lắp đặt biển báo và điện chiếu sáng. Việc thu tiền sử dụng rác hàng tháng cần phải cung cấp hóa đơn cho người dân. Cần đầu tư hệ thống mương thoát nước tại tuyến đường Thanh Niên thuộc ấp Đức Long 3 vì hiện hệ thống thoát nước của tuyến đường này quá nhỏ hẹp, không tiêu thoát nước kịp, gây ngập úng. Vấn đề ô nhiễm tại các dòng suối trên địa bàn xã vẫn còn xảy ra. Tại hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024 diễn ra sáng nay, Bưu điện tỉnh Đồng Nai cho biết năm 2023 vừa qua, Bưu điện tỉnh tiếp tục đẩy mạnh dịch vụ tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính. Gần đây nhất là ký kết hợp tác toàn diện với Công an tỉnh để triển khai các dịch vụ công trực tuyến, hỗ trợ người dân làm các thủ tục hành chính trên môi trường mạng. 100% các điểm giao dịch bưu điện còn hỗ trợ cấp đổi giấy phép lái xe và hộ chiếu trực tuyến
vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội tự nguyện. Năm 2023, mặc dù tăng trưởng 11%, lợi nhuận tăng 268% so với năm 2022, nhưng Bưu điện tỉnh cũng chỉ đạt 91% doanh thu và 78% lợi nhuận so với kế hoạch Tổng công ty Bưu điện Việt Nam giao. Bưu điện tỉnh Đồng Nai cũng chỉ ra các nguyên nhân cụ thể như chưa khai thác hết tiềm năng các kênh bán hàng, đặc biệt là các bưu cục điểm, bưu điện văn hóa xã, đại lý, cộng tác viên. Tổ chức ra quân bán hàng chưa đạt hiệu quả theo kế hoạch, chưa thường xuyên giám sát camera và quản lý vu hồi chuyến thư, v.v. ủng hộ cho Bưu điện thực hiện các dịch vụ công, đặc biệt dịch vụ công ích. Thì những cái dịch vụ đấy hiện nay là cũng rất là thiết thực và góp phần cải cách hành chính cũng như là tạo cái tiện ích cho người dân. Lãnh đạo công ty sẽ tiếp tục là tối ưu hóa tổ chức sản xuất để làm sao đấy mọi quy trình được chuẩn và nó thống nhất đồng bộ, giúp góp phần nâng cao cái vấn đề chất lượng phục vụ. Đề nghị thứ hai là tiếp tục đầu tư thêm hạ tầng cơ sở vật chất như là cái phương tiện vận chuyển rồi công cụ dụng cụ. Rõ ràng là nhà nước đã có những cái cơ chế rất là đặc biệt để mà ưu tiên cho Tổng công ty Bưu điện Việt Nam, mà cụ thể trên địa bàn tỉnh là Bưu điện tỉnh Đồng Nai. Do vậy là chúng ta cần phải phát huy cái nội lực của chính bản thân mình, nội lực về năng lực, về mạng lưới, về con người và các cái cơ chế đã nhà nước đã ban hành để mà chúng ta có thể phát huy được cái hiệu quả, nhằm chung tay cùng với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh thực hiện cải cách hành chính, đảm bảo an toàn an ninh bưu chính cho cơ quan Đảng nhà nước trong chỉ đạo quản lý điều hành phát triển kinh tế xã hội. Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Bưu điện tỉnh cần nâng cao chất lượng dịch vụ hơn nữa để đảm bảo sự phát triển bền vững. Đặc biệt, năm 2024 được xác định là năm phổ cập hạ tầng số và sáng tạo ứng dụng số để phát triển kinh tế số, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế và năng suất lao động. Do đó, ngành bưu điện cần nỗ lực thay đổi tổng thể để phát triển hợp với xu hướng. Chương trình thời sự tối nay sẽ được tiếp tục với các tin tức về kinh tế đời sống đáng chú ý khác. Văn phòng Chính phủ vừa phát đi thông báo số 05 ngày 8 tháng 1 năm 2024, kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại cuộc họp Tổ công tác dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1. Về triển khai dự án đầu tư xây dựng cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Phó Thủ tướng kết luận cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1 chỉ có thể hoạt động khi tất cả các công trình xây dựng được hoàn thành, đưa vào sử dụng đồng bộ. Vì vậy, yêu cầu Bộ Giao thông Vận tải chỉ đạo chủ đầu tư các dự án thành phần xây dựng tiến độ chi tiết, xác định rõ các mốc thời điểm khởi công, hoàn thành. Trong đó, tất cả công trình, hạng mục công trình thuộc các dự án thành phần phải hoàn thành trước ngày hoàn thành gói thầu 5.10 nhà ga hành khách. Bộ Giao thông Vận tải tổng hợp kế hoạch triển khai chi tiết của tất cả các dự án thành phần, báo cáo tổ công tác trong tháng 1 năm 2024. Về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư cảng hàng không quốc tế Long Thành, Phó Thủ tướng giao Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai chịu trách nhiệm thực hiện bàn giao mặt bằng theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, hoàn thành bàn giao mặt bằng tuyến giao thông kết nối T2 trong tháng 1 năm 2024. Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai vừa ban hành quyết định số 34 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu xử lý chất thải Quang Trung tại xã Quang Trung, huyện Thống Nhất, tỉnh Đồng Nai. Theo đó, điều chỉnh một số chức năng và bố trí lại tổng mặt bằng khu vực phía đông, khu quy hoạch có ranh giới được giới hạn từ đường D2, đường N3, đường D5. Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu trong 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt, Ủy ban Nhân dân huyện Thống Nhất có trách nhiệm công bố công khai nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng cho các bên liên quan và người dân nắm bắt. Đồng thời phải thực hiện công tác cắm mốc giới, tổ chức lập hồ sơ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án và trình thẩm định phê duyệt theo quy định. Đối với các nội dung điều chỉnh, chủ đầu tư có trách nhiệm rà soát, đối chiếu với quy định để thực hiện các thủ tục. Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng yêu cầu huyện Thống Nhất chủ động phối hợp với chủ đầu tư để kiểm soát, quản lý chặt chẽ để có giải pháp khắc phục những phát sinh do điều chỉnh cục bộ quy hoạch nhằm phát triển đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội trong phạm vi đồ án, đảm bảo việc quản lý, đầu tư phù hợp với nội dung đồ án và các nội dung điều chỉnh cục bộ quy hoạch đã được phê duyệt. Tính đến cuối năm 2023, lượng tiền gửi vào hệ thống ngân hàng của cư dân và các tổ chức kinh tế đạt hơn 13,5 triệu tỷ đồng. Đây là mức tiền gửi cao nhất trong lịch sử ngành ngân hàng, cao hơn nhiều so với mức tăng khoảng 1 triệu tỷ đồng mỗi năm trong giai đoạn trước. Tiền gửi của người dân vào ngân hàng tăng mạnh bất chấp lãi suất huy động đang ở mức thấp kỷ lục. Hiện tại, lãi suất tiết kiệm 12 tháng dành cho khách hàng cá nhân tại nhóm ngân hàng quốc doanh gồm BIDV, Vietcombank và Vietinbank chỉ dao động từ 4,8 đến 5% một năm. Lãi suất kỳ hạn 6 đến 9 tháng chỉ còn 3,2 đến 3,5% một năm. Ở nhóm ngân hàng tư nhân,
lãi suất huy động kỳ hạn 12 tháng cũng giảm xuống mức kỷ lục, phổ biến quanh mức 5 đến 5,7% một năm. Đối với kỳ hạn 6 đến 9 tháng, lãi suất cao nhất cũng chỉ là 5% một năm. Tổng cục Thống kê cho biết năm 2023, thu nhập bình quân của lao động Việt Nam đạt 7,1 triệu đồng một người một tháng, tăng 6,9% so với năm 2022. Theo đó, thu nhập bình quân của lao động nam đạt 8,1 triệu đồng và nữ 6 triệu đồng. Riêng quý 4 năm 2023, đời sống lao động cải thiện khi thu nhập bình quân đạt 7,3 triệu đồng mỗi tháng, tăng 180.000 đồng so với quý 3 năm 2023. Đông Nam Bộ là khu vực ghi nhận mức tăng trưởng thu nhập thấp nhất, khoảng 2,3%, đạt 9 triệu đồng một người một tháng. So với năm 2022, mức tăng thu nhập lao động một số tỉnh thành có nhiều khu công nghiệp, khu chế xuất khá thấp như Đồng Nai 8,9 triệu đồng, tăng 1,6%, Thành phố Hồ Chí Minh 9,4 triệu đồng, tăng 1,9%. Ngược lại, một số địa phương lại có mức tăng trưởng khá như Bình Dương 9,5 triệu đồng, tăng 6,4%, Vũng Tàu 8,7 triệu đồng, tăng 12,8%. Một tháng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán, vé máy bay nhiều chặng từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành miền Trung và miền Bắc có tỷ lệ đặt chỗ cao trên 90%. Giá vé từ ngày 8 tháng 2 đến ngày 14 tháng 2 dương lịch, nhằm ngày 29 tháng Chạp đến mùng 5 tháng Giêng đang ở mức cao gấp 3 đến 5 lần ngày thường. Các chuyên gia hàng không nhận định khó có chuyện gần sát Tết sẽ có vé với giá rẻ hơn. Số liệu của Cục Hàng không cũng ước tính dịp Tết Nguyên Đán năm nay có 24.200 chuyến bay nội địa, tăng 2% so với Tết 2023. Trong khi đó, số lượng chuyến bay quốc tế tăng đến 60%, đạt 9.600 chuyến bay. Theo đó, những trường hợp sẽ được hủy, xác lập lại số định danh cá nhân gồm công dân được xác định lại giới tính hoặc cải chính năm sinh theo quy định của pháp luật, có sai sót về thông tin nơi đăng ký khai sinh, năm sinh, giới tính của công dân khi thu thập, cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Số định danh cá nhân mới sẽ được cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và thông báo bằng văn bản cho công dân. Số định danh cá nhân đã bị hủy sẽ được lưu vào dữ liệu thông tin của công dân trong cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và không được sử dụng để cấp cho công dân khác. Giá đường thế giới các phiên giao dịch gần đây tăng khoảng 150% so với hồi đầu năm 2023. Đây cũng là mức giá cao nhất trong vòng 15 năm qua đối với ngành mía đường toàn cầu. Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, niên vụ 2023-2024, diện tích mía cả nước đạt gần 16.000 ha, tăng 12% so với vụ trước. Sản lượng đường cũng tăng khoảng 9%, đạt hơn 1 triệu tấn. Hiện hàng loạt công ty mía đường trên cả nước đã thông báo tăng giá mía từ 1,1 đến 1,3 triệu đồng một tấn, chưa bao gồm các chi phí hỗ trợ vận chuyển, tăng 6% so với niên vụ trước đó. Đặc biệt, diện tích mía nằm trong chuỗi liên kết giữa nông dân và nhà máy tiếp tục tăng và điều này đã giúp người trồng mía giảm bớt gánh nặng về vốn đầu tư cho loại cây trồng này. Thưa quý vị, đến hết năm 2023, dù các chỉ số kinh tế vĩ mô cho thấy có cải thiện trong quý 4, nhưng nhiều doanh nghiệp cho biết việc sản xuất kinh doanh trên thực tế vẫn rất khắc nghiệt. Bước sang năm 2024, đội ngũ doanh nghiệp đều nỗ lực và thận trọng với kỳ vọng có thể thoát được đáy khó khăn. Đã bắt đầu có đơn hàng, nhưng doanh nghiệp này vẫn chỉ ký hợp đồng từng tháng với các đối tác. Họ vẫn thận trọng và mong chờ có cơ hội tốt hơn, bởi hiện đơn giá quá thấp, không có lợi nhuận. Hiện nay cái đơn giá may mặc nói chung ấy thì khách hàng nó tốt nhất cũng chỉ bằng 70-80% cái đơn giá trước kia, tức là trước năm 2023, và những đơn giá thấp nhất chỉ còn có 50% thôi. Cho nên mà cái năng suất của người lao động là rất là thấp. Năm 2023 vừa qua đã có những tín hiệu phục hồi trong khu vực doanh nghiệp, đặc biệt khu vực sản xuất công nghiệp đã tăng trưởng cao hơn trong hai quý cuối năm. Tuy nhiên, đa phần doanh nghiệp vẫn trong trạng thái thận trọng khi bước sang năm 2024, khi nhiều dự báo cho thấy tình hình kinh tế sẽ không tích cực như kỳ vọng. Chúng tôi năm nay thì sẽ không dành những cái kỳ vọng quá lớn về mặt mục tiêu tăng trưởng về lợi nhuận và doanh số, nhưng chúng tôi sẽ đặt ra những cái mặt tăng trưởng bền vững hơn, có thể đạt được liên quan đến những cái nguồn lực trọng yếu như là ví dụ như là phát triển về mặt năng lực của đội ngũ hay là tập trung cho phát triển R&D. Các cái tổ chức quốc tế cũng đánh giá các cái nền kinh tế vẫn tiếp tục khó khăn, thì chúng tôi cho rằng là cái ngành lĩnh vực đặc biệt là công nghiệp chúng ta cũng có cái cải thiện và có cái tăng trưởng tốt hơn. Tuy nhiên là cái mức độ mà đột phá thì cũng chắc là chưa có cái đột phá nữa. Đánh giá tích cực về những hỗ trợ trong năm 2023, cộng đồng doanh nghiệp kỳ vọng sẽ tiếp tục nhận được sự đồng hành của chính phủ cũng như các bộ ngành trong năm 2024 trong việc tháo gỡ nhiều rào cản kinh doanh, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ về lãi suất, thúc đẩy đầu tư công.
qua đó tạo đà để doanh nghiệp phục hồi mạnh mẽ hơn trong giai đoạn cuối năm nay và năm 2025 tiếp đó. Liên quan đến nông nghiệp, chỉ sử dụng phế phẩm nông nghiệp, anh Hoàng Lê Việt ở xã Long Phước, huyện Long Thành đã thực hiện thành công mô hình nông nghiệp hữu cơ tuần hoàn và tạo công việc ổn định cho một số lao động ở địa phương. Trung bình một năm, anh Việt sử dụng 20.000 cuộn rơm khô để sản xuất nấm, đất sạch và phân trùng quế. Theo anh Việt, rơm sau khi mua về sẽ được ủ từ 10 đến 12 ngày thì mới đem ra trồng nấm. Nấm trồng trong vòng 10 đến 15 ngày sẽ cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch rơi vào khoảng 10 đến 20 ngày. Thưa quý vị, đây là những cái bã rơm sau khi thu hoạch nấm. Từ những cái bã rơm này thì nông dân sử dụng làm phân hữu cơ, phân trùng quế. Cái mô hình này không chỉ là hiệu quả về kinh tế mà còn bảo vệ môi trường rất tốt. Những bã rơm này một phần sẽ được ủ hoai để tạo nguồn dinh dưỡng hữu cơ từ rơm, sau đó trộn với đất và men vi sinh, tạo thành đất sạch. Phần rơm còn lại sẽ được đem ủ nuôi trùng quế để tạo phân hữu cơ. Hiện trung bình mỗi tháng anh Việt bán được từ 1.000 đến 2.000 bao đất sạch. Riêng phân trùng quế 2.000 trên 1 ký. Anh Việt cũng cho biết riêng mỗi làm nấm, anh cũng đã có đủ kinh phí trả lương cho năm nhân công và các chi phí khác. Mình từng đi học rất nhiều ở các cái từ người nông dân ở các vùng như Hậu Giang, Đồng Tháp hoặc là những cái trại mà nuôi trồng nấm nhà kính. Rồi kết hợp thêm một số anh em bạn bè thời sinh viên bây giờ đang công tác ở trường Đại học Nông Lâm. Người ta cũng hỗ trợ mình nhiều trong vấn đề gọi là kỹ thuật cái sản xuất cái phân hữu cơ. Địa phương cũng khuyến khích để nhằm để nhân rộng cái mô hình này ra để cho bà con nông dân người ta sẽ nhân rộng ra để người ta làm mới mở rộng và để cho khuyến khích người nông dân ta sử dụng cái phân hữu cơ ở trên địa phương. Theo anh Việt, điểm thuận lợi nhất của mô hình là về nguồn nguyên liệu cũng như đầu ra của sản phẩm bởi nhu cầu sản xuất hữu cơ ngày càng được người dân chú trọng. Đặc biệt là người dân trong huyện Long Thành, vì địa phương đang quy hoạch đô thị nên những loại phân bón này rất hợp để phát triển nông nghiệp đô thị ở địa phương. Các cái ngành chuyên môn của huyện thì cần là phải là chuyển giao các cái kỹ thuật, rồi các cái giới thiệu các cái chế phẩm sinh học, mà rồi các cái phân hữu cơ nè, rồi để đến người dân biết và sử dụng. Ngoài ra thì người dân thì cũng phải nhận thức được là cái bây giờ sản phẩm đưa ra thị trường phải là sản phẩm thật, sạch, an toàn để người tiêu dùng là làm sao là sử dụng và đảm bảo được cái an toàn thực phẩm cho họ. Tới đây ngoài rơm, anh Việt sẽ sử dụng thêm lá chuối để trồng nấm cũng như làm phân hữu cơ và anh cũng sẽ mở rộng quy mô sản xuất với mục tiêu trung bình mỗi tháng bán khoảng 5.000 đến 10.000 bao phân sạch hữu cơ. Ban tổ chức hội thi Tuyến đường không rác trong thực hiện xây dựng nông thôn mới năm 2023 do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam huyện Định Quán phối hợp với huyện đoàn tổ chức đã tiến hành chấm thi các tuyến đường dự thi tại 14 xã thị trấn trên địa bàn huyện Định Quán. Theo đó, các tuyến đường dự thi tối thiểu phải dài 1.000 mét, được trồng cây xanh, thảm cỏ, các loại hoa, được lắp camera an ninh hoạt động hiệu quả, hệ thống điện chiếu sáng. Tuyến đường có kinh phí từ 30 đến 40% kinh phí đầu tư xây dựng do người dân đóng góp và cây xanh được trồng không bị che khuất tầm nhìn, không ảnh hưởng đến đường dây điện, cáp quang, đảm bảo an toàn hành lang đường bộ. Hội thi nhằm khuyến khích các địa phương tiếp tục thực hiện công tác tu bổ, chăm sóc nhằm tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp tại địa phương. Cũng liên quan đến nông nghiệp nông thôn. Thưa quý vị, xác định xây dựng nông thôn mới là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và không có điểm dừng. Nhiều địa phương trong tỉnh Đồng Nai sau khi được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đã tiếp tục bắt tay vào nâng chất các tiêu chí, đồng thời phát huy nỗ lực, khơi dậy tinh thần đoàn kết, sáng tạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Ghi nhận tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc. Năm 2021, xã Xuân Tâm được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Địa phương đã tiếp tục tập trung các giải pháp phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho người nông dân và xem đây là đòn bẩy để thực hiện thắng lợi các tiêu chí khác. Theo đó, xã Xuân Tâm đã tập trung đẩy mạnh phát triển sản xuất, khơi dậy tiềm năng thế mạnh của địa phương với tài nguyên đất tương đối màu mỡ, đã hình thành và phát triển một số vùng sản xuất nông nghiệp tập trung với các loại nông sản chủ lực chính, gồm nhãn xuồng và sầu riêng với tổng diện tích 200 hectare. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất năng suất, từng bước xây dựng thương hiệu và hình thành nền sản xuất hàng hóa có chất lượng cao. Từ đó nâng cao thu nhập bình quân đầu người trên địa bàn xã năm 2023, ước đạt trên 90 triệu đồng một người một năm. Nhờ sự đóng góp của người dân, đến nay 100% các tuyến đường giao thông trên địa bàn đều được nhựa hóa, cứng hóa,
nối liền các vùng sản xuất đến các khu dân cư, nên rất thuận lợi cho việc đi lại vận chuyển hàng hóa. Điểm nổi bật ở xã Xuân Tâm là đường làm tới đâu thì người dân lại cùng nhau trồng hoa, thắp đèn chiếu sáng tới đó, tạo ra cảnh quan môi trường nông thôn thật yên bình. Theo thống kê, tổng huy động nguồn lực xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu đến năm 2023 trên địa bàn xã Xuân Tâm là hơn 38 tỷ đồng. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, xã không còn hộ nghèo, tình hình an ninh trật tự được giữ vững, ổn định. Đến nay, Xuân Tâm thực hiện đạt và vượt 5 tiêu chí với 26 chỉ tiêu so với bộ tiêu chí của tỉnh ban hành. Có được khu dân cư như thế này thì rất là tuyệt vời. Mọi người dân đều phấn khởi, vui tươi. Đến bây giờ nói chung là dùng cái chữ tuyệt vời. Tất cả mọi đường xá, ngõ ngách đều có ánh sáng, đều có điện sáng ban đêm. Ban ngày thì vệ sinh sạch sẽ. Về công tác xây dựng nông thôn mới, chúng tôi đã xây dựng các kế hoạch, chương trình, thực hiện các tiêu chí và chỉ tiêu. Đặc biệt đấy là quan tâm đến những tiêu chí và chỉ tiêu còn hạn chế trên địa bàn xã. Từ đó phân công các đồng chí trong ban chỉ đạo, mặt trận, các đoàn thể cùng với ấp, đặc biệt là các tổ nhân dân, tuyên truyền cho bà con nhân dân xác định được việc xây dựng nông thôn mới là người dân là chủ thể. Làm sao với mục đích ấy, là xây dựng nông thôn mới để nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của người dân. Về Xuân Tâm hôm nay, mọi người đều cảm nhận được sự thay da đổi thịt với một diện mạo và sức bật mới. Có được thành quả đó chính là nhờ sức mạnh tổng hợp giữa ý đảng, lòng dân trong phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý khán giả, 27 độ tuổi có thể gọi là đẹp đối với mỗi người chúng ta. Vì giai đoạn này chúng ta đã có cho bản thân mình một công việc mang về thu nhập hàng tháng. Độ tuổi để chúng ta nghĩ xa hơn đến những dự định mới. Tuy nhiên thì với Châu Vân Phi Long, hiện đang là sinh viên năm 2 khoa Quản trị Kinh tế Quốc tế, trường Đại học Lạc Hồng. Tuổi 27 là một bước ngoặt lớn khi chạm tay được vào ước mơ to lớn của cuộc đời, đó là đặt chân vào giảng đường đại học. Phi Long là một tấm gương tiêu biểu cho nghị lực của người trẻ. Hôm nay ngày 9 tháng 1, nhân ngày truyền thống học sinh sinh viên, mời quý vị cùng làm quen với chàng sinh viên nhiều hoài bão này. Từ gương mặt đến dáng dấp, không ai nghĩ cậu sinh viên này đã từng có thời niên thiếu khổ cực vất vả để kiếm sống. Biến cố gia đình khiến Phi Long phải bỏ dở việc học theo mẹ từ Khánh Hòa vào Đồng Nai. Chưa đủ tuổi lao động, anh đi phụ hồ, hệ lụy của 2 năm lao động là căn bệnh công vẹo cuộc sống vẫn đau dai dẳng cho đến nay. Khi đủ tuổi, anh xin vào làm công nhân tại công ty Powergen Việt Nam. Với tinh thần cầu thị, Phi Long đã mở ra bước ngoặt mới cho cuộc đời mình. Thì khi mà em làm công nhân thì nói chung là trong một cái công việc nào đó, em vẫn luôn tập trung để cố gắng hết sức để mình có thể phát triển. Thì cái quá trình khi em tâm sự với là anh trai thì anh trai có nói một câu như thế này. Đó là chẳng lẽ đen cứ làm cái công việc tay chân công nhân như vậy thì sao mà nó chỉ dừng lại cái mức độ nào đó thôi. Chúng ta không thể nào mà phát triển thêm được nữa ngoài cái việc mà Đen phải đi học lại tại nhà em tên Đen à. Thì từ những cái lời nói đó em mới có thể có những cái động lực để mình cố gắng hơn để tới hiện tại bây giờ ấy à. Không chỉ thi đậu, Long còn đậu với số điểm rất cao là thủ khoa đầu vào của ngành marketing trường Đại học Lạc Hồng. Đây cũng là bước tiến dài giúp anh kiên định hơn với mục tiêu và ước mơ của mình. Long là một lớp trưởng của lớp 22 MK111. Bạn có một cái lợi thế là bạn lớn hơn, sinh viên cùng khóa, nên là có cái mối liên kết giữa các bạn rất là tốt, điều phối được những cái hoạt động trong cái hoạt động của lớp. Bên cạnh đó thì cái sự uy tín của bạn cũng tạo nên một cái thương hiệu cá nhân cho Long. Cái kết quả học tập thì cũng rất là tốt, đạt được cái học bổng thủ khoa và đã giữ vững trong 3 học kỳ vừa rồi. Em thấy anh Long là một người có cái hoàn cảnh rất đặc biệt như vậy. So với em thì em thấy cái sự cố gắng của anh Long từng ngày và chính anh Long là người truyền lửa cho em, truyền cái động lực để em với bạn anh Long cùng cố gắng vươn lên trong học tập. 27 tuổi mới chạm ngõ giảng đường đại học, muôn vàn nỗi lo lắng và khó khăn, nhưng với Long chưa bao giờ là muộn cho một khởi đầu mới. Với sự lạc quan, nỗ lực không ngừng, Phi Long hiện không chỉ là một sinh viên xuất sắc của khoa,
anh còn có thêm công việc vừa là nhân viên văn phòng, vừa là giáo viên giảng dạy các lớp bánh tại một trung tâm dạy nghề. Đây cũng là một nguồn thu nhập ổn định để nuôi dưỡng ước mơ đại học và nhiều dự định khác sau này.